Để bổ sung cho phần giảng về trì giới Ba La Mật, tôi kể cho quý vị nghe một công án. Vào thuở Phật Thích Ca còn tại thế, có hai thầy tỳ kheo nọ cùng nhau đi bái kiến Đức Phật. Trải qua một lộ trình dài thì hết nước uống, cả hai vị này đều bị kiệt sức vì khát. Giữa lúc tuyệt vọng, tưởng chừng sắp chết khát ấy, một vị tỳ kheo chợt trông thấy một cái sọ người, bên trong còn đọng chút nước, liền mừng rỡ reo lên: "Có nước rồi, chúng ta đã khát đến nông nỗi này, thôi thì hãy uống chỗ nước trong cái sọ này vậy." Vị tỳ kheo kia can gián: "Không nên, trong nước đó có côn trùng, chúng ta không được uống nước có trùng." Vị tỳ kheo thứ nhất cố thuyết phục bạn: "Chúng ta đang khát khô cả cổ như vậy, nếu uống chỗ nước này thì chúng ta sẽ thoát chết, có thể đi tiếp đến chỗ Đức Phật, bằng không cả hai chúng ta đành phải chết khát tại đây, không thể nào gặp Phật Thích Ca được." Vị tỳ kheo kia vẫn cương quyết: "Tôi thà vì giữ giới mà chết, tuy rằng không được gặp Phật, nhưng tôi nhất định vâng theo sự dạy bảo của Ngài, dẫu có chết cũng chẳng ân hận." Vị tỳ kheo thứ nhất bèn uống cạn chỗ nước đọng trong cái sọ ấy, rồi một mình tiếp tục cuộc hành trình. Còn vị tỳ kheo kia, vì không chịu uống, quả nhiên phải chết khát. Sau đó, thầy tỳ kheo chỉ đã uống nước, tìm đến được chỗ Phật ngự. Thầy tới đảnh lễ Đức Phật và thưa chuyện: "Bạch Thế Tôn, chúng con hai người cùng đi chung, đi nửa đường thì các nước chịu không nổi, nhận thấy trong một cái sọ người có đọng một ít nước, con liền uống để khỏi bị chết khát, hậu có thể đến gặp Thế Tôn. Còn thầy tỳ kheo cùng đi với con thì quá cố chấp, nhất định thà chết chứ không uống nước có trùng đó. Thầy bảo nếu uống tức là phạm giới, rốt cuộc con nhờ uống nước đó nên được sống sót và được diện kiến Thế Tôn. Còn thầy ấy không chịu uống, nên có lẽ giờ đây đã bị chết khát rồi." Đức Phật nói: "Ông tưởng là tỳ kheo ấy chết khát rồi sao? Tỳ kheo ấy nhờ trì giới, nên đã khiến cho ông ấy đến gặp ta trước. Hiện giờ ông ấy đang ở đây nghe ta thuyết pháp. Trì giới quả thật là việc rất khó, nhưng nếu có lòng thành thì ta liền thấu rõ. Ông tuy được gặp ta, nhưng tâm ông không chí thành, vì ông giữ giới không được tinh nghiêm. Do vậy, tỳ kheo kia nay đã khai ngộ chứng quả, còn ông thì vẫn còn phải tiếp tục tu hành thêm nữa." Qua công án này, chúng ta có thể thấy rằng sáu hạnh Ba La Mật, trì giới, nhẫn nhục, bố thí, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cần phải được thực hành một cách chân thành, nghiêm túc. Nếu không thành tâm thành ý, chỉ làm qua loa cho xong chuyện, tức sẽ không tương ưng với Phật Pháp. Cho nên, người xuất gia thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ và noi theo bốn câu kệ này mà tu hành: gìn lời chữ ý, thân chớ phạm, chớ gây phiền não hại chúng sanh, khổ hạnh vô ích cần xa lánh, hành giả như thế khéo độ đời. Trì giới là điều vô cùng trọng yếu. Quý vị chớ lầm tưởng rằng chỉ trì giữ lấy lệ đại khái là được, bởi vì chỉ cần sơ hở một chút là chúng ta có thể đi sai lệch cả ngàn dặm. Cho nên tu hành cần phải đàng hoàng nghiêm chỉnh, siêng năng cẩn thận, làm việc gì cũng phải chân thật, chu đáo, không được cẩu thả.